Năm 2019, thị xã Mỹ Hào tiến hành sáp nhập 4 thôn của hai xã Dương Quang và Hưng Long thành 2 thôn. Sau hơn 2 năm sáp nhập đến nay, các thôn mới này không chỉ duy trì tốt các hoạt động mà còn tăng cường được tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể. Kể từ ngày 10 tháng 7 năm 2019, thôn Tân Hưng, xã Hưng Long với 34 hộ dân, 108 nhân khẩu đã được sáp nhập chung với thôn Trống Thanh, xã Hưng Long, thu gọn từ 6 xuống còn 5 thôn. Sau sáp nhập, thôn Trống Thanh có 352 hộ với khoảng 1.500 nhân khẩu vẫn là thôn nhỏ của xã. Việc sáp nhập sẽ giúp cho sức mạnh của thôn được tăng lên, nhận được sự quan tâm đầu tư của các cấp nhiều hơn. Khoảng cách đi lại sinh hoạt giữa hai khu có thể xa hơn một chút, nhưng đổi lại, hạ tầng được khang trang hơn. Hoạt động của các đoàn thể đều mạnh mẽ hơn. Riêng khu Tân Hưng bước đầu cũng đang được hoàn thiện hệ thống cầu đường xa đồng, phục vụ việc đi lại và sản xuất của người dân. Dồn các thôn bé vào thôn to để làm thành một thôn lớn. Cái này thì chúng tôi thì hoàn toàn là nhất trí. Dồn thì nó là tốt, nó bớt rườm rà các cái vấn đề kéo theo về các cán bộ và các đầu ngành, nó bớt đi. Khi mà dồn vào dân cho gọi là một thôn đông, trên xã là cũng có cái tạo điều kiện nhìn đến cái thôn bé chúng tôi đến bây giờ nói chung nó cũng gọi là khang trang và sạch đẹp. Cũng giống như Hưng Long, gần 100 hộ dân với 300 nhân khẩu của thôn Vinh Xá, xã Dương Quang đã được sáp nhập với thôn Lê Xá. Ngay sau khi sáp nhập, địa phương này đã tiến hành làm đường mới, rút ngắn khoảng cách giữa hai khu từ trên 2 km xuống còn khoảng 600 m, qua đó giúp cho người dân thuận tiện giao lưu, trao đổi hàng hóa. Nhờ vậy mà người dân của hai khu đã sớm hòa nhập, mọi công việc của thôn đều rất tập trung, quan điểm đồng nhất, qua đó tăng cường sức mạnh tập thể, đồng lòng cùng nhau xây dựng quê hương. Từ khi sáp nhập xong thì địa bàn nó rộng, sức dân nó cũng lớn, nhờ sự quan tâm của cấp trên thì cũng làm được các cái tuyến đường nối với nhau để thuận lợi cho người dân và xây dựng các cái cơ sở vật chất như nhà văn hóa này là khang trang sạch sẽ, và như người dân cũng là rất đồng tình ủng hộ và mọi vấn đề thế là huy động đóng góp thì dân cũng rất là phấn khởi. Sức dân thì nó đông thì nó sẽ mạnh hơn nhiều rồi. Những năm qua, hai địa phương này nói chung, hai thôn sáp nhập nói riêng, mức bình quân thu nhập đầu người hàng năm đều đạt trên 50 triệu đồng. Hiện đang tích cực huy động các nguồn lực để chỉnh trang, nâng cấp hạ tầng, nâng cao các tiêu chí, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Qua đây tiếp tục khẳng định chủ trương sáp nhập các thôn nhỏ nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, nâng cao sức mạnh tập thể là hợp lý và cần thiết.